Motorcycle TV xin chào các bạn. Video clip ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cái góc đánh lửa sớm. Xe này là của một em học viên. Thì cái máy này nó cũng đã xuống cấp rồi. Bạn muốn là mở ra để mà làm cái máy lại. Nhưng mà bạn đã coi cái video của mình là video 480 đúng không? 480 đúng không? 480. Và một số cái video post trong nhóm là nói về góc đánh lửa sớm, với lại nói về cái dĩa chế độ này, cái cam sát thêm mini review này. Thì bạn vẫn chưa hình dung ra đúng không? Bây giờ ý là muốn này, chủ xe không đang quay luôn đó, không up tóc tóc hay gì đó, quay màn hình đứng đây rồi. Thì giờ ý là em muốn biết cái góc đánh lửa sớm của xe này chứ gì nữa. Rồi, hiện tại là anh đã canh cái dĩa này ngay TDC ha, anh đã canh ngay TDC rồi. Em có thể quay đây cho anh em thấy là nó ngay cái chữ T chưa, thấy ngay chữ T không? Rồi, nếu như lý thuyết anh nói lui ra thì cái dòng quay của máy này là nó quay từ bên này qua tay đây đúng không? Nó quay tới đây chiều này, ngược chiều kim đồng hồ đúng không? Qua lăng bên này. Vậy thì trước khi nó tới T thì nó phải tới F đúng không? Đúng không? Là cái đó, cái F là cái góc đánh lửa chuẩn trung bình, và sau đó là trước F nữa là góc đánh lửa sớm, đúng chưa? Vậy thì bây giờ anh thử coi ha, anh sẽ quay tới chữ F là nó bao nhiêu độ. Em quay vô đây. Rồi nè, trước khi tới T bây giờ mình quay ngược lại nè, thấy nó quay ngược đúng không? Em thấy chữ F chưa? Được rồi. Thấy ép chưa? Ừ. Ngay giữa ép rồi đúng không? Dạ. Rồi em nhìn nè, em nhìn đằng trước đây. À, góc đánh lửa đang ở 15 độ đúng không? Dạ. Giữa 10 với 20 là 15. Ok chưa? Tại em đang ngồi hơi nghiêng nghiêng á, chứ em ngồi thẳng nhanh là sẽ tới 15 ha. Rồi, tiếp tục quay vô. Quay vô, góc đánh lửa tối đa của cái động cơ này anh sẽ quay tới cái dấu gạch thứ nhất. Dấu gạch thứ nhất đúng không? Dạ. Rồi ở đây nhìn nè, là 25 độ đúng chưa? Rồi chưa, còn gạch nữa. Còn một cái gạch thứ hai nữa đúng không? Nó ngay gạch 2 đúng không? Dạ. Rồi thấy rõ ha, là ở đây là 30 đúng không? Dạ. Rồi vậy thì nếu như lý thuyết mà anh nói với tụi em trên lớp học á, là cái góc đánh lửa sớm trên xe này sẽ dựa vào TF với hai cái gạch đó đúng không? Dạ. Vậy thì giờ anh phải chứng minh được là giờ nó nổ ganti nó phải ở 15 độ trước TDC, đồng ý chưa? Rồi có bạn nào chưa hiểu không? Có bạn nào cảm thấy không hình dung mơ hồ chỗ này không? Rồi góc đánh lửa F là trước T 15 độ, và góc đánh lửa sớm mà ở gọi là tạm hiểu mình gọi nôm na là chế độ 1 đi. Yeah. Là 25 độ. Yeah. Và cái tối đa nhất là 30 độ đúng không? Nó cho mình cái vạch định vị trong. Yeah. Đó rồi ok. À, em qua bên kia đi. Duy qua bên kia. Duy lấy cái màu đỏ này, Duy chồng qua cái dây phim buri giúp anh, rồi giữ cao ra đừng có cho nó cạ vô cái vô lăng nha. Hey, em luồn dưới cũng được, em luồn dưới cho. Rồi em kẹp ngang cái dây phim buri. Rồi thật ra là tụi em coi trên clip thì tụi em sẽ không hình dung, nhưng mà chắc chắn là đảm bảo là có rất là nhiều anh em cùng chung câu hỏi này. Họ nói là anh quay trên cái future nó như vậy, thì như vậy chứ quay alpha nó như thế nào đúng không, quay blade nó như thế nào, exciter như thế nào, CFI như thế nào. Thì CFI thì chúng ta có cái máy đọc lỗi là nhìn là thấy rồi, nhưng mà nhiều khi họ vẫn muốn coi trực quan bằng kiểu này đúng không? Họ vậy thì rõ ràng hơn. Thì cây súng này nó không có làm dừng cái dĩa, xin nhắc lại là nó không làm dừng cái dĩa, mà nó làm cho nó đánh lừa thị giác của chúng ta ha. Là khi mà ví dụ lúc đó nó đang là 15 độ thì tại thời điểm này cục IC ở đây, đây là cục IC sẽ cấp điện cho mô bin sườn, và mô bin sườn sẽ phóng điện ở buri, thì lúc này cái tia lửa điện nó sẽ chạy qua dây phim, thì cái mắt độc mà nghe tay em cầm á ha, em phải trồng cái dây này qua, bạn qua bên này, quay đây nè. Nè, ở đây trong này nó có một cảm biến ha, nó lấy từ. Rồi thì khi mà có điện phóng qua đây một cái là nó sẽ nhận tín hiệu, thì lúc này nó sẽ mở cái đèn. À đây, timing light, timing là hành trình, light là cái đèn, thấy không? Thì khi mà tới khi ở đó phóng lửa thì ở đây nó sẽ sáng lên, thì tại thời điểm đó cái góc 15 nó đang thẳng cái kim này rồi, mà nó một tốc độ rất là nhanh, tại vì khi ralenti là động cơ này nổ 1000 vòng trên phút, có nghĩa là trung bình một phút có 60 giây, thì 1000 chia cho 60 là khoảng tương đương 20 vòng đúng không? Một giây nó em đếm 1, 2 là cái dĩa này quay 20 vòng, vậy thì cái đèn này nó chớp 20 cái rồi, anh dung không? Và nếu chúng ta lên ga nó tăng lên 4000 vòng thì có phải là nó gấp 4 lần không? Là một giây nó quay 80 cái rất là nhanh, thấy không? Thành ra là lúc này cái đèn này nó chớp rất là nhanh, và chúng ta cứ bị ảo giác, chúng ta nghĩ cái dĩa này đứng, nhưng lúc mà mình nhìn đây mình thấy đứng, mà mình nhìn đây thì mình thấy nó vẫn quay, không có chuyện là cái động cơ này đứng ha. Rồi nháp thử ngay đi nè, anh kẹp vô nè, anh bấm đèn nè, nghe nó kêu e mà nó không sáng không?
thấy không, nghe nó kêu e không đó. Rồi giờ em nổ máy đi, em buông ra luôn đi, em buông ra đi, không ảnh hưởng gì đâu, em buông ra đi rồi em nổ máy giúp anh. Cái bình hơi yếu, em đạp phụ nó, cái bình yếu em đạp đi, đạp rồi đừng lên ga lớn, rồi giữ gan ti, chỉnh gan ti lớn giùm anh, cái chỉnh ốc gan ti một xíu cho nó lớn lên, thấy gì không? Thấy gì không? Ở đây nó vẫn quay nhưng mà mình thấy ở đây nó đứng yên nè, thấy không? Đúng không? Nó chỉ rõ ràng 15 độ như anh nói đúng không? Nếu anh nói sai thì nó đã sai, ok chưa? Cái dĩa này nó vẫn quay nè, à dĩa này vẫn quay mà đúng không? Và nó chớp, cái đèn này chớp, em nhìn thấy nó độ chớp nè trên cái đèn, ok chưa? Rồi ok, bạn đang tăng gan ti lên, bạn đang tăng gan ti nhưng mà cái gan ti này nó vẫn chưa đổi lúc lửa, em nhích nhẹ ra lên gì? Nhích nhẹ cái nữa đi, nhẹ chút nữa đi, 25 lên chút nữa đi, lên nữa rồi ok. Vậy thì rõ ràng nó để cho mình một cái giới hạn thôi, chứ thực tế là cái xe này như anh nói lý thuyết là nó 25 độ A đúng không, nó để một cái giới hạn để lỡ lửa nó có sai hay cái gì đó nó sẽ hiệu chỉnh, nhưng mà thật ra là nó maximum là nó nằm ở giữa hai cạnh đó là 25 độ rồi, chứ không có tăng lên được đâu. Còn nếu mà nó tăng lên được nhiều tới 60 độ thì nó là xe FI, hoặc là nó là digital, CDI digital là của Exciter, nó phải có TV, nó phải có cảm biến nhiệt độ động cơ giống như lý thuyết anh nói. Còn giờ xe này là hệ thống đánh lửa đơn giản mà đúng không, nó chỉ có hai góc lửa ra lên ti và tua cao hết tiền. Rồi giờ thử ra lên ga cao nữa đi ha, lên liền nha, đúng không? Rồi 25 độ đúng không, 15 độ nè, không ga là trả về liền đúng không? Rồi đi lên nhẹ, rồi không ga giờ em bắn dưới này, em bắn dưới này thì em đâu có thấy được đúng không, đâu có liên quan, tại vì nãy mình canh cái này mà đúng không. Rồi nhìn vô đây nó đứng yên, giữ tay lại nè, nhìn nè, đây là chiếc F đúng không, đây là chiếc F đúng không. Rồi em dặn lên thì em sẽ lấy hai gạch xuất hiện nè, dạ thấy chưa là nó chỉ xuất hiện cái gạch đầu tiên thôi, là giới hạn gạch thứ hai là gạch an toàn, nó đâu có qua nữa đâu. Nè nhìn rõ ràng nè, nhìn lại lần nữa nè, các bạn nào coi rồi cho nên em khác coi. Rồi lên ga, thấy chưa, nó tới cái gạch thứ nhất thôi, cái thứ hai là cái giới hạn của nó không qua đâu. Đó. Rồi giờ bạn nào chưa thấy không, có ai chưa thấy không, chưa thấy vòng quanh kia anh cho coi, anh em nào nãy giờ chưa thấy mắt này nè, thay vì bây giờ nhìn cái này đúng không, có cái dĩa thì nhìn cái này đúng không, bây giờ không có cái dĩa thì nhìn cái mắt này, ok chưa, em thấy chép không, thấy chép không. Rồi em nhích nhẹ ra đi, đúng không? Rồi thử lại nè, quay lăng nghĩ lại nè, thấy chưa, mà tới gạch thứ nhất rồi chứ đâu phải tới gạch thứ hai đâu đúng không, nhích đi, thấy chưa. Rồi trả tiền không, 20 chứ hợp lý chưa. Rồi ok, cái này là trực quan nhất ở gì đó đúng không, còn bạn nào muốn coi nó không, xong thì kêu nhóm khác xuống đây nha, kêu nhóm khác xuống. Thì thật ra mình cũng là một trong những cái duy nhất hiểu cái này, mình chia sẻ cho nè, ít người thật luôn đó ha. À, tại vì thứ nhất là do giới hạn về thiết bị, cái thứ hai là về kiến thức nữa. Ok, theo lý thuyết anh nói thì cái động cơ này phải quay ngược chiều kim đồng hồ. Dạ. Giờ chúng ta làm xe là chúng ta biết mà đúng không, động cơ này nó phải quay chiều này đúng không? Dạ. Thì khi nó quay như vậy thì nó dẫn động răng của cái nồi nó mới quay ngược lại. Cái nồi là cốt sơ cấp bộ số thì cốt thứ cấp, cái này nó quay ngược lại thì nó ăn răng với lại cái cốt này đúng không, cái cốt làm sao đúng không. Đầu tiên cái vòng quay này nó quay dày, nó ăn với cái nhông kia thì cái kia quay ngược đúng không. Rồi bây giờ quay cái này quay ngược thì sẽ kéo cái nhông sau nó quay tới đúng không, là cái nhông này quay tới thì bánh xe quay tới, tại hai này dẫn động bằng sên. Ok chưa, từ đó mình hình dung ra là vòng quay máy là ngược chiều kim đồng hồ, ok ha. Rồi thì nếu như máy này quay ngược chiều kim đồng hồ, đây là T đúng không. Dạ. Vậy F có phải trước T không? Dạ. Đúng không? F rồi mới tới T. Ok chưa? Rồi bây giờ F trước T bao nhiêu độ? Lúc này chúng ta sẽ nhìn trên mắt nè. Cái này em để ngay T rồi, đúng không? Đại diện nhìn có phải nghe được ngay T không? Đúng chưa? Nghe T chưa? Rồi bây giờ này anh để nè, dĩnh nè. Theo nghiên cứu tài liệu anh biết luôn,
nổ anti là 15 độ trước khi DC, em để ngay đây là cái ngày ghép rồi đó, đúng chưa? Đâu đó đúng không? Rồi đúng chưa? Là cái đó ép đúng không? Rồi trước ép là có một cái góc cánh lửa sớm rồi đúng không? Rồi là ngay cái thay giặt ha, thì mình gây cái giặt đầu có phải là ngay đây không? Đâu đó đúng không? Rồi 25 độ đúng chưa? Và cái giặt giới hạn của nó là 30 độ. Vậy mình hiểu tối đa là góc cánh lửa này dữ lắm là 30 độ thôi, còn đúng ra là nó nằm ở khoảng 25-30 đúng không? Đó là lý thuyết mình nhìn trong con mắt này mình biết, đúng chưa? Rồi giờ để chứng minh được chuyện đó mình phải có công cụ, đồng ý không? Thì khi nổ máy là cái dĩa này quay. Rồi giờ em đạp cho nó nổ máy. Rồi thấy nó là 15 độ không? Đúng không? Em tự cầm cái đèn này em bóp thẳng xuống mắt đó em coi phải là chị ép xuất hiện không? Đúng không? Chị ép không? Rồi đừng bóp nhiều quá cháy đèn cái gì đó, đúng chưa? Nè thấy đó đèn nè, mà cái dĩa này quay mà, đúng không? Thì do cái đèn này nó bắt nhịp, bắt chìa khóa đi, guarantee nó đang 1.000 vòng phút á, đúng không? 1.000 tới 1.200 thì có phải là 1 phút 60 giây, 1.200 do 60 thì 1 giây nó có khoảng là 20 vòng đúng không? Dạ. Mình đến 1, 2 là nó quay 20 vòng, ok chưa? Mình tăng ga lên 2.000 là nó double là 40, tăng ga lên 4.000 là nó 80, đồng ý không? Dạ. Là 1 giây mình đến 1, 2 nó quay 80 vòng thì cái đèn này nó sử dụng nguyên tắc đó. Khi mà điện ở mâm lửa nó tạo ra và cục kích nó tạo xung vô IC thì tại thời điểm T, tại thời điểm đỉnh của bích tông ngay trước khi nổ, IC này sẽ cấp điện cho mô bin sườn phóng điện tại buri. Ở bên kia có cái mắt độc, anh đang nhắm cái mắt độc nó chồng vào cái dây phim, thì khi cái mô bin sườn nó phóng lửa đi ngang cái là mắt độc nó sẽ biết được có lửa đi ngang, hình vô không? Nó giống như cái kìm kẹp ampe vậy đó, nó biết điện đi ngang nó, tại vì nó là từ trường mà, thì khi đó nó mới điều khiển cho cái đèn này sáng lên, hình vô không? Thì lúc đó mình thấy nổ gan ti á, nổ gan ti nó ở 15 độ đúng không? Thì tại thời điểm này là phóng lửa, tại thời điểm phóng lửa cho nên chúng ta nhìn nó ảo giác, chúng ta tưởng đâu cái này đúng là ok chưa? Và nếu chúng ta tăng ga lên thì có phải là góc cánh lửa sớm thì nó nhanh hơn không? Lúc đó chúng ta cũng thể thấy cái đèn này chớp nhanh hơn, thì khi đó mình sẽ thấy nó sẽ dời góc cánh lửa đâu đó ở đoạn này nè, đâu đó ở đoạn này nè, thấy không? Giờ thử nè, nhìn này nha, mình sẽ nhìn cái đèn này với nhìn góc đó nè, rồi nổ máy. 15 không? Thấy cái đèn chớp không? Dạ. Thấy đèn chớp chưa? Dạ. Đó, nó chớp rất là nhanh, đúng không? Rồi giờ tăng ga nè. Nó chớp nhanh hơn rồi đúng không? Đúng không? Và nó chớp. Nó chớp nhanh tới mức độ mình tưởng đâu đứng yên luôn. Đúng không? Nhưng mà nó chớp đó, nó chớp đó. Rồi, thử coi nè, ra từ ngón ga coi nó có chuyển 15 nó lên 16, 17, 18 không, hay là nó chỉ có là 15 cái nó nhảy lên 25 luôn. Đúng không? Rồi thử đi. 15. Thấy không? Thấy không? Còn ra nó về đúng không? Đúng không? Đâu có chuyện là 1.500 cái nó ở góc này, 1.600 nó ở góc này đâu. Nó lên theo luôn. Khi tăng RPM nó tự động lên, vậy có phải là góc lửa này chỉnh tự động không? Dạ. Chỉnh tự động rõ ràng đó, nó tự chạy đó. Rồi nè, thử lại nè. Rồi lên. Thấy chưa? Nhất cái là nó hiểu liền. Vậy này xử lý nhanh không? Dạ. IC này cùi bắp mà còn xử lý nhanh vậy thì FI nó xử lý cỡ nào nữa? Đúng không? Rất là nhanh nè, nhích ra đi. Rồi lên nữa, coi lên nữa không? Đâu có lên đâu. Đâu có lên đâu, đúng không? Đúng không? Nè, rồi, lên nha. Đứng yên đúng không? Đứng yên, ở đây quay mà. Thấy không, nó quay mà. Tại vì cái đèn này chớp cho nên mình nghĩ nó đứng yên. Ok chưa? Rồi, nè nhìn nè. Tê nè. F, F, F. Lên hai dặm nè, đúng không? Đó. Cái này, quay quá nha. Rồi từ từ. Các okay. Đi. Lúc này đèn ra. Chờ lớn cái nè. Lấy T10. Lấy T10 mở. Rồi. Rồi giờ anh em xuống hết đi. Anh chứng minh cho một cái đó nè. Nếu bây giờ nó bắt được cái này ở T đúng không? Nếu nó bắt được cái này ở T. Vậy thì nó bắt được dĩa cam này ở chấm tròn không? Được. Được không? Thử coi. Thử coi đúng không? Phải không? Quay thử nè. Mở nắp tròn ra. Lấy nắp tròn ra nó vẫn nổ bình thường. Lấy đi. Kệ, nó bắn nhớt thì mình hướng dễ, mình đã lót thảm rồi, mình hy sinh về nghệ thuật đi bạn. Ê Hiếu ơi, đường nào cũng dễ bán mà. Được. Mới dạy sau lưng nó kìa. Trời đất, ốc lâu. Mới dạy chứ lấy cái đó thì chỉ. Nó nhiều lắm á. Rồi, ok.
Rồi đưa mâm xuống đi. Có rồi không chứ. Rồi kẹp gắn bu ri vô. Được rồi, được rồi. Gắn bu ri vô đây. Gắn chụp bu ri vô. Giờ cái này là nhìn liền nha. Rồi vô. Khoan từ từ, từ từ. Nè. Khoan dù lại 2 giây. Nhanh nè. Dấu chấm tròn. Thường thường là nó sẽ nằm ở trên cái này một chút đúng không? Chứ nó không có nằm ngay, tất cả xe nó đều vậy. Đúng không? Rồi. Bây giờ mình thử nè, mình bắt cái dấu chấm tròn này. Tại thời điểm đó nó đánh lửa đúng không? Giờ đang nổ nè đúng không? Nếu mà lấy riết là dấu chấm tròn đó. Rồi mình bắt nè. Từ từ, đừng rồi đèn pin vô. Rồi, từ từ, đạp nổ máy cho anh. Thấy gì không? Thấy không? Thấy. Nó đứng đây vẫn ngày chỗ đó đúng không? Thấy cái dĩa nó đứng yên luôn nè đúng không? Đúng không? Nguyên cái dĩa nó đứng yên luôn nè. Thì cái nó có đứng yên được đâu. Đây. Rồi đó là một dạng chứng minh đúng không? Rồi giữ nguyên clip đi, lấy tay 8 cho anh. Rồi, thay dòng đi, thay dòng lấy tay 8 cho anh. Từ từ, từ từ. Rồi, bây giờ này ngay đây đúng không? TDC đúng không? TDC đây. Rồi đúng không? Nhưng mà ở thì này là thì overlap đúng không? Đây là overlap nè, quay xuống nè, đó. Đây này mới đúng là tay canh cò nè, đúng chưa? Cái này mới đúng là chỗ canh cò nè, đó. Đúng chưa? Đồng ý ha. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái dĩa này ra ngoài luôn, sau đó mình sẽ bắt lại, mình sẽ bắt lại cái dấu này ngay này đúng không? Để nguyên ha. Rồi giờ anh mở cái này ra rồi anh bắt lại, anh sẽ cho coi, anh sẽ chứng minh cho một điều. Cái cửa kích đó nhớ không? Cái cửa kích với cục kích đó còn nhớ câu chuyện hồi sáng không? Dạ. Giờ coi thử coi phải thời điểm này là cái cửa kích cục kích đây là ngay tê hay ngay gì? Ngay tê. Vậy cục kích với cửa kích nó đang nằm đâu? Chuẩn bị gặp nhau. Nó gặp rồi chứ. Ép nó mới chuẩn bị gặp nhau. Ok chưa? Rồi. Rồi bây giờ sao tháo ra? Giờ vô số giữ bánh đi ha. Chứ bây giờ anh quay giờ nó quay rồi. Đạp thắng, đạp thắng, đạp thắng. Vô, đạp thắng, đạp thắng. Bây giờ vô số trước đi. Số đây. Vô số đi. Cái con số rồi. Nó có cần rồi. Nó có cần rồi. Không. Mạnh ơi Mạnh. Thở tay vô có cách nào mở gì Mạnh cái Mạnh? Mở cái dĩa. Cho anh mượn cái giúp dẹp. Giờ ra cái cửa nữa anh nhỉ. Lúc từng biết ra rồi. Đường nào cũng trẻ máy mà, dịnh đi. Dịnh cứng coi. Mở nổi. Đâu đâu, không nổi đâu. Bước cái này ca ơi. Nổi không em quay ra. Mày siết cái gì mà cứng dữ vậy? Nhờ vậy nãy giờ nó không chạy đó. Vô đi. Tao yếu rồi. Cho em mượn vô đi. Răng cả tiếng hồ vô. Trời ơi. Đồ nào cũng chẻ máy mà, lo gì. À chịu đó hả? Chịu, chịu vô cùng kích đó. Chịu cửa đúng không? Rồi. Anh nào giữ giúp em nhé. Để xuống nhà, đừng nhớ nó chừa cùng kích nha. Phần nè, anh để phương thằng đứng quay cho nó ăn. Bỏ trong cho nó ăn nhiều chút. Đâu quay quang cảnh này vui coi. Hello, hello. Ờ, thả tim đâu. Căng thiệt chứ. Cây cuồng luôn á thầy. Hồi đâu mà 500 anh em luôn dữ vậy. Giận quá chứ giận. Mạnh mà. Mạnh mẽ lên. Tên mạnh mà sao yếu vậy? Mạnh mẽ rồi. Đáng 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 méo dĩa là ba chị. Rồi nha, bây giờ là ai mở ra cái này là tôi gả công chúa mỹ nương á. Đó. Lãng nghe, lãng nghe em ơi. Trời ơi. Nè. Ông rồng mà rụng tóc á luôn, ông mới ra được chứ bộ. Anh đi có vợ rồi. À. Ông em khoái quá. Em phải có vợ rồi. Em còn chim, em còn chim trời ơi. Rồi đi ra ra tới tôi. Hết giá trị lợi dụng té qua bên. Hết mất tôm rồi, không ăn tôm. Đúng, tôi khôn lắm chứ bộ. Ba cái việc nặng nề tôi đâu có dễ gì tôi làm. Trời ơi. Đàn ông là phải vậy. Vậy luôn hả? Đúng rồi. Rồi rút giá cái bỏ này ra ngoài đi, giờ không có nổ niết gì nữa đâu. Chờ nó sao vậy? Rồi khoan từ từ nè, nhìn nè, bây giờ á để cho nó gọi là chính xác đúng không, mình sẽ quay cái này cho nó ngay tê. Ok, quay cái này ngay tê. Xịt quay qua lần giùm anh đi, anh sợ giơ tay chứ không gì á, chứ không phải quay không nổi. Rồi để nguyên đó. Rồi nếu mà lúc này úp vô là chắc chắn nó phải ngay tê đúng không? Coi thấy con nó ngay tê chưa, còn chưa là nó chưa ngay. Ngay không em? Chưa. Nào nhìn coi.
xíu về xíu. Xích tới hay xích lui? Lui về, lui về. Tới hay lui? Tới chứ. Tới xíu. Đó, tới lui cho lui về mới lui. Nửa đó, nấu. Thiệt cái mắt ngáo. Tới xíu rồi. Rồi. Rồi ha. Rồi đẹp. Nghe tới đúng không? Rồi. Sao nhìn vậy héo? Nè. Nhìn nè. Nếu mà ngay tê đúng không, ngay tê là cái dấu này nó có xác suất thẳng hàng với cái này đúng không? Yeah. Đúng không, tôi chỉ cho nè, nhiều dấu hiệu lắm, mình học động cơ nè, cái chốt nâu quết này nó đang thẳng hàng dưới này nè, thấy chưa? Yeah. Ok chưa, giờ tạm thời thì mình cứ tính cái tê này nó nằm thẳng ở đây và cái F này nằm thẳng giữa tâm con ốc, ok chưa? Yeah. Rồi mình nhìn nè, mình nhìn nè, cái cục kích này có phải là nó nằm giữa cái cạnh này không? Dạ. Đúng không? Ở đây nó cũng có cạnh tiếp giáp nè, đúng chưa? Đúng chưa? Thì thời điểm này mình mới nhìn nè. Nếu như mà ngay tê là mình thấy rõ ràng tâm của cục kích nó nằm đây. Tâm cục kích nằm đây nè. Thấy chưa? Tâm cục kích nằm giữa cạnh nè, đúng không? Đúng không? Tâm này nằm giữa cạnh. Thì lúc này tâm của cục kích nó nằm đây là có phải cái cửa này vượt qua rồi chưa? Thấy cái cửa nó qua rồi chưa? Đúng chưa? Rồi nè, ngay ép nè. Nghe ép nè. Yeah, cho nó nghe ép. Là sớm hơn chút đúng không? Rồi. Thì lúc này có phải là cửa kích với cục kích đang thẳng hàng không? Nghe không? Rồi. Góc đánh lửa sớm có phải là đằng trước cái ép này luôn không? Là hai gạch này đúng không? Đúng. Là có phải là cái cửa kích nó mới bắt đầu chuẩn bị chạm với cái cạnh cục kích không? Hiểu cái nguyên tắc của nó chưa? Điểm bắt đầu. À, vậy thì có phải là nó bắt đầu từ điểm này qua điểm này không? Đúng. Đúng không? Và nó tính bằng độ ha. Cái cửa này cửa ngắn, nó không có mạnh bằng cái xe quay cửa dài đâu. Cũng không mạnh bằng exciter. Giờ thử ha. Đắp thêm cho nó xài cho được. Châm vô. Mình gắn thử vô đây anh. Chịu giúp anh cái này. Rồi chịu coi. Thế ta không được nè, phải chọc vô. Chịu nha. Xanh cam đó. Rồi một cái. Từ từ bỏ đi, anh siết đỡ đi. Rồi. Nè. Rồi. Ok ha. Bây giờ ở đây. Đây là cái cửa đúng không? Bây giờ mình muốn biết nó đúng hay sai á, mình sẽ bắt một cái điểm ngay cái này. Một cái điểm ngay cái này. Vậy mình cho nó dịch chuyển từ cái điểm này qua điểm này, cái mình nhìn có bao nhiêu độ là mình biết liền. Hình dung cái nó không? Nhưng mà mình làm vậy thì nó hơi cực. Tại vì sao? Tại vì đó là với những cái hoa lăng mà nó không có dấu. Còn hoa lăng này nó có sẵn rồi, nó chứng minh nó có cái thước rồi, mình đi khùng khùng mình đi làm chuyện nó làm gì. Cái quan trọng là ở đây mình muốn chứng minh là tại thời điểm T, tại thời điểm T là nổ, là cái cửa kích nó đã vượt khỏi cục kích. Còn tại thời điểm F là đánh lửa, là cái cửa kích với cục kích nó đang đối xứng nhau. Còn góc đánh lửa sớm có nghĩa là cái cửa kích nó chuẩn bị chạm vô trung tâm để mà gặp cục kích, đúng không? Đó, mình thấy rõ ràng cái này. Đúng không? Nếu như xe này thì khó, nhưng mà xe cúp thì cái cục kích nó bắt cái này nè, chúng ta dễ nhìn hơn. Nhưng mà rõ ràng đây nó vấn đề nè. Đây nè, cục kích nó nằm đây thì cái tâm nó nằm đây đúng không? Và trên kia nó có cái cạnh kìa. Hiểu anh không? Là lúc này mình nhìn mình thấy liền, nhưng mà giờ nó đã có cái thước đây rồi, mình đi chứng minh chuyện sầm sàm nó làm gì? Trên qua lăng nó có cái thước rồi đó. Giờ mình cũng mới vừa thấy xong rồi, hiểu không? Thì chuyện nó không có cần chứng minh nữa. Giờ hôm nay chỉ cần tụi em nhớ đúng điều thôi. Nhớ đúng điều giùm anh thôi. Là điểm F có trước điểm T. Ok chưa? Dạ. Và nó luôn là một cái khoảng trước bao nhiêu đó. Rồi ngoài ra đối với những động cơ 4 thì đốt trong, nó cần phải có một thứ đó là góc đánh lửa sớm. Nó khai thác góc đánh lửa sớm. Thì cái hệ thống đánh lửa này người ta gọi là hệ thống đánh lửa IC. Ok chưa? Và lên một cái bậc nữa, nó là hệ thống đánh lửa digital, là kỹ thuật số. Lúc này nó phải cần cái throttle position sensor, là cái bướm ga đó, nó biết hành trình bướm ga ở đâu, nó biết nhiệt độ động cơ, để nó cùng phối hợp với cục kích, nó tạo ra một cái góc đánh lửa điện tử. Cái điều này có dịp làm cái clip trên xe exciter, mình sẽ thấy cái xe exciter. Và đó cũng là lý do tại sao cái exciter mình sửa xong mình gắn, mình làm bình xăng con xong mình gắn cái TB vô mà không đúng á, là cái xe exciter chạy đâu được, đúng không? Nổ máy được, nhưng mà lên ga, mấy bạn lên trên mạng đi, mấy bạn sẽ coi người ta nói là 135 á, phục hồi bình xăng con về gắn TB đó vô sai là xe chạy không được, là do nó bị sai cái góc lửa, phải không? Và điều đó cũng chứng minh là cái hoa lăng của ẹt, cái cửa kích nó dài vậy nè,
nó dài đâu khoảng 1.2 km á. Nó giỡn chơi thôi chứ nó dài khúc vậy nè. Không. Rồi ngoài ra ẹt nó có, thì xe Novo cũng có, xe quay cũng có. Nếu anh nhớ không lầm có một cái đời quay cửa kích nó dài, nó dài khoảng 4 phần. Đó, là hàng đó là đánh lửa digital. Mà lên tới hệ đó rồi thì đảm bảo không bao giờ nó lấy điện máy đâu. Lên tới cái hệ đánh lửa digital, CDI digital là lúc này nó sử dụng đánh lửa điện bình. Nó lấy nguồn bình, tại vì nguồn bình ổn định hơn cái nguồn kia. Và điện bình lúc nào nó cũng, cho dù em mới khởi động hay em chưa khởi động, hay em lên ga cao thì nó vẫn là 12V. Cái đó đặc tính của điện bình thì nó luôn luôn ổn định. Còn cái AC này có phải là em chưa khởi động nó không vô nào, em mới đạp máy nó có 5-6V, em nổ ganti nó có 7-8V, em lên ga cái nó có 9-10V, em lên hơn nữa nó có 10-mấy V không? Cái kiểu nó vậy đúng không? Tua máy càng lớn thì nó càng lớn. Đó, cho nên là họ sử dụng điện bình là để nó ổn định và tạo ra lửa tốt nhất. Rồi, xong chưa? Rồi, tan hàng ha. Và khoan, từ từ. Video clip này mình dừng lại tại đây. Không, nếu các bạn cảm thấy hay, có ý nghĩa cho nghề nghiệp các bạn nhớ like và subscribe kênh. Và đừng quên ủng hộ kênh và việc xem quảng cáo. Xin chào, hẹn gặp anh em ở video tiếp theo. Mình có để cái link Facebook lucio.nguyen.31 ở dưới. Anh em nào có ban xe cộ cần thông tin thì có thể nhắn tin cho mình. Khi nào có thời gian rảnh thì mình sẽ trả lời anh em. Xin cảm ơn.